Các bạn thân mến, trong video hôm nay, kênh sẽ tiếp tục chia sẻ về những loài cây và các bài thuốc rất là đơn giản từ những nguyên liệu rất đời thường xung quanh cuộc sống của chúng ta. Vâng, thưa các bạn, mướp đắng rừng hay còn gọi là khổ qua rừng là loại cây mọc hoang dại có dược tính cao nên được sử dụng trong hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý. Hơn nữa, loài cây này còn rất tốt cho sức khỏe với rất nhiều dưỡng chất, thường được dùng để chế biến các món ăn thường ngày. Và sau đây, mời các bạn cùng tìm hiểu về những công dụng của cây mướp đắng rừng. Mướp đắng rừng là loài dây leo thân thảo có chu kỳ sống hàng năm khoảng từ 5 cho đến 6 tháng. Thân cây có cạnh dạng dây leo bằng tua, quấn và có thể bò dài tới khoảng 2 đến 3 mét. Phần lá của cây là lá so le, dài khoảng 5 cho đến 10 cm, rộng từ 4 cho đến 8 cm. Phiến lá hình trứng và chia làm 5 đến 7 thùy. Mép thì kía răng. Phần gân lá có lông ngắn, mặt dưới lá thường có màu nhạt hơn mặt trên. Hoa đực và hoa cái của cây sẽ mọc tách riêng ở phần nách lá. Cánh hoa khổ qua rừng có màu vàng. Phần quả thì có hình thoi với chiều dài khoảng 8 cho đến 10 cm. Mặt bên ngoài có nhiều u lồi. Quả non sẽ có màu xanh và khi chín thì chuyển dần sang màu vàng hồng. Tất cả các bộ phận thân, lá, quả của cây mướp đắng rừng đều được sử dụng để làm vị thuốc. Mướp đắng rừng có nguồn gốc từ một số quốc gia châu Á, châu Phi và châu Úc như là ở Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi hay là Australia. Ở nước ta, loại cây này có thể mọc hoang dại ở nhiều vùng đồi núi khác nhau. Tuy nhiên, phổ biến hơn cả là ở khu vực miền Nam. Mướp đắng rừng có thể được thu hái vào bất cứ khoảng thời gian nào trong năm. Dùng cả ở dạng tươi hay dạng khô đều được. Nếu muốn bảo quản để dùng dần thì việc sơ chế là cần thiết. Mướp đắng sau khi thu hái sẽ được cắt khúc, rửa sạch và đem đi phơi cho khô. Quả mướp đắng có vị đắng, tính hàn, không độc, có tác dụng thanh nhiệt, mát tim, sáng mắt, nhuận tỳ, bổ thận, nuôi can huyết, bớt mệt mỏi, trị chứng tiêu khát hay còn gọi là tiểu đường, trị đái dắt, phù thủng do can nhiệt. Hạt của mướp đắng thì có tác dụng ích khí, tráng dương. Nước sắc của lá mướp đắng kích thích sự tiết mật, trị sốt cao, cũng dùng để trị bệnh tiểu đường. Còn dây mướp đắng nấu nước, ta tắm thì đem trị được rôm sảy ở trẻ em. Theo y học cổ truyền, mướp đắng rừng không độc, có tính mát giúp thanh nhiệt giải độc, tiêu đờm. Đáp ứng trong các trường hợp say nắng, bị mụn nhọt hay là sốt rồi viêm nhiễm. Khi thường xuyên sử dụng loại thảo dược này còn giúp giảm stress, tinh thần được sảng khoái, tốt cho da. Dân gian thường sử dụng mướp đắng rừng để chữa các bệnh về gan, đau bụng, viêm họng, hạ đường huyết. Còn theo y học hiện đại, thì mướp đắng rừng kích hoạt một số enzyme có tác dụng vận chuyển gluco từ máu đến các tế bào, từ đó có thể kiểm soát tốt hơn chỉ số đường huyết ở những người mắc bệnh tiểu đường, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và tốt cho tim mạch, ngăn ngừa nguy cơ gặp các vấn đề về tim. Hàm lượng vitamin C và protein dồi dào trong khổ qua rừng giúp nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể. Từ đó giúp cho tế bào miễn dịch tiêu hóa có thể tiêu diệt các tế bào gây ung thư. Thành phần protein tương tự như hoạt chất alkalo trong nước cốt mướp đắng rừng còn giúp tăng cường chức năng nuốt của thực bào. Các vitamin và khoáng chất trong thảo dược này còn hỗ trợ thải độc cho gan, chuyển chất độc đến thận
rồi từ từ loại bỏ ra ngoài nhanh chóng. Các bạn kính mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về đặc điểm, hình dáng và các tính dược lý của cây mướp đắng rừng. Ngay sau đây là một vài cách sử dụng mướp đắng rừng được áp dụng phổ biến nhất. Kính mời các bạn cùng theo dõi chi tiết. Đầu tiên là dùng mướp đắng rừng để chế biến món ăn. Ta lấy phần lá và phần đọn của mướp đắng rừng khi còn non có thể dùng làm nguyên liệu cho các món luộc, xào hay nấu canh. Riêng món canh có thể nấu chay, nấu với thịt viên, xương hay là chả cá tươi đều rất là ngon miệng. Còn phần quả thì có thể bỏ ruột, thái mỏng để xào riêng hay xào chung với nhiều loại rau khác. Món khổ qua rừng xào trứng cũng được rất nhiều người ưa thích. Ngoài ra, quả lúc còn non có thể bổ đôi để cho kho chung với lại thịt. Trong dân gian thì quả mướp đắng thường được sử dụng làm các món ăn hàng ngày như mướp đắng nhồi thịt nấu canh, mướp đắng xào trứng, mướp đắng sống ướp lạnh ăn với ruốc, mướp đắng muối chua đều là những món được nhiều người ưa thích và có tác dụng trị bệnh tiểu đường. Tiếp theo là ta dùng mướp đắng rừng để làm trà. Thì ngoài việc chế biến khổ qua rừng thành các món ăn thì làm trà cũng là cách tốt để có thể bảo quản và dùng dần. Sau đây là hướng dẫn chi tiết về cách làm trà để ta sử dụng. Ta cần chuẩn bị khoảng 1 kg quả mướp đắng rừng, đem đi rửa sạch rồi để ráo nước. Cắt mướp đắng rừng thành từng lát mỏng, có thể bỏ hạt đi nếu bạn muốn. Xếp lát khổ qua rải đều lên rổ sạch rồi đem đi phơi nắng cho khô. Ta nên dùng một miếng vải mỏng để phủ lên trên để tránh bụi bẩn. Mướp đắng rừng đã phơi khô thì ta đem đi xao vàng trên lửa nhỏ. Khi thấy mướp đắng rừng chuyển sang màu nâu nhẹ thì tắt bếp rồi để cho nguội. Cuối cùng là cho vào lọ thủy tinh và bảo quản ở trong tủ lạnh. Có thể dùng khoảng 2 tháng. Mỗi lần chỉ cần lấy ra vài lát hãm trong nước ấm để uống trực tiếp. Có thể thêm mật ong và đá để giảm vị đắng, tăng hương vị cho trà. Ngoài việc dùng phần quả để làm trà thì bạn cũng có thể dùng rễ, thân hay là lá đều có những tác dụng tốt cho sức khỏe. Sau đây là một số bài thuốc thông dụng có sử dụng cây mướp đắng rừng để làm vị thuốc. 1. Hỗ trợ điều trị tiểu đường hiệu quả. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, trong cây khổ qua có hoạt chất có tác dụng sinh học gần giống như insulin. Khi sử dụng một lượng nhỏ khổ qua rừng sẽ giúp cơ thể tăng tiết insulin, đồng thời còn hỗ trợ chuyển hóa lượng đường trong máu rất nhanh và hiệu quả. Cách dùng: ta sử dụng 1,5 gram khổ qua rừng khô sau bữa ăn, mỗi ngày 3 lần, có tác dụng giúp hạ đường huyết. Phương pháp điều trị này đặc biệt cho kết quả rất tốt đối với những bệnh nhân bị tiểu đường type 2. Bài thuốc tiếp theo là để ổn định và giảm đường huyết. Cây mướp đắng rừng còn có tác dụng tốt đối với những người huyết áp cao. Khi sử dụng khổ qua rừng giúp giảm huyết áp, tránh được những biến chứng như tai biến, đột quỵ do bệnh huyết áp cao. Ngoài ra, mướp đắng rừng còn giúp giảm mỡ máu và tan sỏi thận. Đặc biệt khi sử dụng còn giúp giảm những nguy cơ của bệnh xơ vữa động mạch vành, chống tắc nghẽn động mạch rất hiệu quả. Cây còn có khả năng chống lại các gốc tự do. Gốc tự do chính là nguyên nhân gây lão hóa và nguồn gốc phát sinh bệnh về tim mạch, tăng huyết áp, tổn thương thần kinh, rối loạn lipid máu, viêm tiết niệu. Thứ ba là dùng để giảm cân. Trong mướp đắng rừng có chứa hàm lượng lớn các vitamin A,
B1, B2, C, E và vitamin K. Nên khi sử dụng mướp đắng rừng, thường xuyên sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc giảm cân. Khi sử dụng mướp đắng rừng, nhờ sự tăng oxy hóa của đường gluco sẽ ngăn sự hấp thu gluco vào cơ thể, giúp giảm mỡ trong máu, cân bằng huyết áp. Đối với những bệnh nhân béo phì, chỉ cần sử dụng khổ qua rừng, sau mỗi bữa ăn sẽ giúp giảm đáng kể lượng đường vào máu. Đây là nguyên nhân chính làm mất kiểm soát về cân nặng. Ta sử dụng mướp đắng rừng thường xuyên có thể giúp bệnh nhân mỗi tháng giảm từ 1 cho đến 2 kg mà không bị mệt mỏi. Đây là phương pháp giảm cân an toàn và hiệu quả từ các nguyên liệu sạch từ tự nhiên. Thứ tư là hỗ trợ phòng chống ung thư. Trong quả mướp đắng rừng có chứa hàm lượng lớn vitamin C và protein giúp nâng cao chức năng miễn dịch của cơ thể, qua đó góp phần chống lại các tế bào ung thư. Có nhiều nghiên cứu trong y học hiện đại cho thấy khổ qua rừng còn có tác dụng giúp diệt vi khuẩn và virus hay tiêu diệt các tế bào ung thư. Loại cây này còn hỗ trợ đắc lực cho các bệnh nhân khi đang điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị. Thứ năm là tác dụng chữa ho hiệu quả từ cây mướp đắng rừng. Mướp đắng rừng có tác dụng chữa ho rất tốt. Để điều trị và dứt các cơn ho, người ta sử dụng trái mướp đắng rừng tươi, đem rửa sạch, bổ làm đôi, sử dụng làm nguyên liệu chính để sắc lấy nước uống, hoặc cũng có thể sử dụng 20-30g mướp đắng rừng đã phơi khô đun lấy nước uống hàng ngày, có tác dụng chữa ho rất hiệu quả. Còn để điều trị bệnh gút, khi sử dụng khổ qua rừng, thường xuyên rất tốt cho những bệnh nhân bị bệnh gút, do đó đem lại hiệu quả cao khi hỗ trợ điều trị chứng bệnh này. Còn để sử dụng để nấu nước tắm cho trẻ bị rôm sảy, thì mướp đắng rừng với vị đắng, tính mát, lành tính giúp thanh nhiệt và tiêu độc cơ thể. Theo kinh nghiệm dân gian truyền lại, đây là nguyên liệu chính trong điều trị rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ. Để điều trị rôm sảy ở trẻ, bằng cách sử dụng các nguyên liệu quen thuộc từ lá và dây hoặc là quả khổ qua rừng, ta đem rửa sạch, nấu lấy nước tắm cho trẻ. Ngày nấu một lần để tắm thường xuyên, trong 3 đến 5 ngày sẽ đem lại hiệu quả rất là tốt. Ngoài ra, khổ qua tươi, người ta có thể sử dụng thân, lá và quả phơi khô, rồi dùng dần để nấu nước tắm cho trẻ sẽ hạn chế được tình trạng rôm sảy và mụn nhọt vào mùa hè hay là khi cơ thể bị nóng trong. Dùng mướp đắng rừng để chữa nám, sạm da, mụn nhọt, mụn mủ. Trong mướp đắng rừng có hàm lượng vitamin rất lớn, bao gồm vitamin A, B1, B2, C, D, E, cùng với nhiều khoáng chất rất tốt cho cơ thể như phốt pho, kali, sắt, kẽm, nên khổ qua rừng còn có tác dụng đào thải những độc tố trong gan, nhờ đó giúp da dẻ mịn màng hơn. Đối với những người bị nóng trong, thường hay bị mụn nhọt, mụn mủ, có thể trị mụn bằng lá trầu không hoặc sử dụng lá khổ qua rừng khô, đốt cháy và tán thành bột mịn, đem đắp lên những chỗ bị mụn nhọt sẽ đem lại một hiệu quả rất là tốt. Còn đối với bệnh thấp khớp, để điều trị bệnh thấp khớp, người ta thường sử dụng bài thuốc trong đông y từ cây khổ qua rừng. Nguyên liệu để chuẩn bị gồm có lá khổ qua rừng, rễ nhau, dây đau xương sao, cây xấu hổ, cây vòi vòi sao, cỏ xước, cối xay, mỗi loại là 8g, rễ ngũ trảo, dây thần thông, mỗi loại 5g, quế chi 4g và gừng tươi 3g. Ta đem các nguyên liệu trên rửa sạch, sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang. Dùng kiên trì trong thời gian dài sẽ đem lại hiệu quả cao. Để chữa say nắng hay là sốt,
khi khổ qua còn có tác dụng rất tốt để điều trị bệnh sốt, chữa say nắng. Bằng cách sử dụng quả khổ qua đã bỏ hết ruột, đem nấu cùng với lá khổ qua để lấy nước uống có tác dụng tốt, giúp hết say nắng. Bên cạnh đó, khổ qua rừng còn có tác dụng giúp nâng cao khả năng chống nhiễm khuẩn, giảm sưng viêm nhẹ. Khi những vết thương ngoài da bị viêm, sưng tấy, người ta sử dụng lá hoặc quả khổ qua, giã nhỏ, lấy bã đắp lên vết thương sẽ đem lại hiệu quả rất là tốt. Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian, thường sử dụng hạt khổ qua rừng để trị những vết côn trùng cắn. Sử dụng 10g hạt, mang nhai nuốt phần nước, còn phần bã hạt thì đắp lên vết bị cắn sẽ giúp giảm sưng tấy các vết đó. Mặc dù khổ qua rừng là nguồn nguyên liệu đem lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu dùng không đúng cách sẽ rất dễ phát sinh các vấn đề rủi ro, nhất là trong những trường hợp dùng quá nhiều, có thể sẽ gây ra một số tác hại. Sau đây mời các bạn cùng tìm hiểu một số tác hại mà khi ta sử dụng cây mướp đắng. Mướp đắng có thể kích thích làm sẩy thai. Đây là một trong những tác dụng phụ khá nghiêm trọng khi sử dụng quá nhiều mướp đắng rừng. Nguyên nhân là do một số thành phần trong thảo dược này gây kích thích tử cung. Những cái cơn kích thích nhẹ thường gây ra khó chịu, đau bụng. Tuy nhiên, tình trạng kích thích mạnh có thể dẫn đến sinh non hay sẩy thai. Vì vậy, những bà mẹ mang thai cần chú ý nên ăn một lượng ít mướp đắng. Tiếp theo, đó là không tốt cho sữa mẹ. Phụ nữ đang cho con bú được khuyến cáo là không nên ăn khổ qua rừng, bởi một số thành phần mang độc tính nhẹ có trong khổ qua sẽ truyền qua sữa mẹ, đặc biệt là mướp đắng mọc hoang dại hay được trồng ở những vùng thổ nhưỡng bị nhiễm kim loại nặng. Độc tính thường sẽ không gây ảnh hưởng ngay đến người lớn, nhưng với trẻ con thì vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn, nên các mẹ cần chú ý. Thứ ba là tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Mặc dù loại cây này có tác dụng giúp tăng tiết men tiêu hóa và giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, nhưng nếu dùng quá nhiều thì ngược lại, các vấn đề thường phát sinh là tiêu chảy, lị cũng như các bệnh về dạ dày. Thứ tư là hạ đường huyết quá mức. Đây cũng là một trong những tác dụng phụ cần lưu ý khi sử dụng khổ qua rừng. Kể cả những bệnh nhân tiểu đường cũng không nên dùng quá nhiều thảo dược này. Ăn nhiều không chỉ khiến lượng đường trong máu giảm đột ngột mà còn gây hạ huyết áp. Các triệu chứng thường gặp là hoa mắt, đau đầu rồi chóng mặt. Những người bị huyết áp thấp được khuyến cáo là nên hạn chế ăn mướp đắng rừng. Thứ năm là ảnh hưởng xấu đến phụ nữ sau sinh. Thành phần vicini trong khổ qua rừng được cho là có khả năng gây ra một số hội chứng cấp tính, điển hình như nhức đầu, đau thắt lưng hay hôn mê, nhất là ở những người có cơ địa nhạy cảm. Phụ nữ sau sinh không chỉ có cơ địa nhạy cảm mà thể lực còn rất yếu, cùng với đó hệ miễn dịch cũng kém đi rất nhiều. Chính vì thế nên hạn chế ăn mướp đắng rừng để tránh những vấn đề không mong muốn phát sinh. Vâng, thưa các bạn, trên đây Ad Việt đã cung cấp một số thông tin quan trọng về dược liệu của cây mướp đắng rừng. Mặc dù có rất nhiều lợi ích được mang lại, nhưng bạn vẫn cần cẩn trọng, không nên sử dụng quá nhiều để tránh gặp các tác dụng không mong muốn. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà có thể dùng mướp đắng rừng theo nhiều cách khác nhau, có thể là sắc nước uống, nước tắm hay là chế biến thành từng món ăn. Dùng cả ở dạng khô hay là dạng tươi đều mang đến những tác dụng tốt. Về liều lượng thì hiện vẫn chưa có giới hạn cho định mức sử dụng của mướp đắng rừng. Tuy nhiên, việc quá lạm dụng, dùng quá nhiều sẽ gây ra những tác dụng phụ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cơ thể. Vì vậy mà trước khi sử dụng thì các bạn nên tìm hiểu thật kỹ và
hãy hỏi những người mà có kinh nghiệm về việc sử dụng cây mướp đắng rừng này. Trên đây là các thông tin hữu ích và đúng đắn về mướp đắng rừng cùng những tác dụng chữa bệnh của loài cây này. Hy vọng từ những thông tin đó, các bạn sẽ biết cách sử dụng những nguyên liệu quen thuộc để tạo ra những bài thuốc chữa bệnh hiệu quả. Ngoài chia sẻ về những công dụng của cây mướp đắng rừng, kênh cũng chia sẻ về công dụng của rất nhiều loài cây khác. Mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết tại các video khác đã được up trên kênh. Kiến thức là vô tận, sức khỏe là vô giá. Kênh vẫn còn nhiều thiếu sót nên rất mong các bạn hãy cho kênh những ý kiến đóng góp để kênh có thể làm tốt hơn và thêm những động lực để làm tiếp những video như thế này. Ad Việt chúc các bạn luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Ad Việt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn được cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ chương trình nhé.